Nè, hai dẻ, đứng dậy chuẩn bị đi tắm nè con. Đi, đi tắm cho nó sạch chứ ở đó không tắm gì. Trời, bữa giờ ở dơ gì lắm rồi, bây giờ phải đi tắm cho nó sạch sẽ chứ con nghĩ sao vậy? Nè, trời, nè, bây giờ ba nói nè, con nhất quyết không đi tắm đúng không? Rồi bây giờ mà con không đi tắm á, người mình mãi hơi rình á, không ai thèm thương, không ai thèm ẵm con luôn nha. Rồi khỏi đi chơi luôn nha. Ok không? Ừ, qua lấy cái khăn qua đây. Giỏi, đem qua đây. Ok rồi, tôi tắm cho hai đứa luôn. Rồi, đi. Cái chỗ tắm ba để sẵn ngoài đó, đi chạy ra ngoài, đi leo vô cái thao chờ ba đi. Con đi ra ngoài, leo vô cái thao coi. Đúng rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi chờ ba nha. Đi lấy xà bông với lại lược đồ này nọ ra tắm cho con nha. Giỏi.